Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Hoài Nam để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, đối tượng giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang điều khiển xe máy trên địa bàn xã Gia Xuân. Trong lúc giằng co, cả hai người đều bị té ngã. Nam nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng bị công an và người dân phối hợp bắt giữ. Nam là đối tượng có tiền án cướp giật, vừa chấp hành xong án phạt tù thì tiếp tục phạm tội.